Chương trình này được bảo trợ bởi sự lựa chọn khôn khéo cho Medicare Advantage, Clever Care Health Plan. Loan Factory 714-444-9999, thắp bạn so sánh. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Buổi sáng sẽ lại hấp dẫn với món sausage McMuffin with egg, thơm ngon của McDonald's. Hiện nay, bạn có thể được hai bánh này để ăn sáng chỉ tốn 4,50 đồng. Astiva, bảo hiểm sức khỏe yêu đời, hãy ghi danh hôm nay để có 2.000 Mỹ Kim tiền cắm răng và dịch vụ đưa đón với tài xế người Việt. Good morning, Ngọc Lan, Hoàng Trầm Thị. Xin gửi lời chào tất cả quý khán thính giả. Chào đón quý vị đến với Cà Phê Sáng trong một buổi sáng thứ ba ngày hôm nay. Trời lạnh ẩm ướt ở khắp nơi. Gửi lời chào Ngọc Lan. Xin chào anh Thị, kính chào quý khán giả. Chương trình bắt đầu rồi, bà còn lo ngồi đó đọc những cái tin mới. Lý do Ngọc Lan quá mê tin tức, ngô là bàn tán đủ thứ chuyện hết. Và cái chuyện đầu tiên là có thể nói rằng California, tôi thấy chữ trời đãi cũng đúng đó, phải không ạ? Bởi vì trong lúc mà mình lo hạn hán rồi thiếu nước đúng đùng một cái chân trời mưa, mà họ nói rằng trong vòng 21 năm qua miền Bắc California, hôm qua chúng tôi theo dõi trên các đoạn núi mà dẫn đến vùng tuyết đó thưa quý vị, khủng khiếp luôn. Có nơi 6 feet, tức là nó cao gần 2 thước tuyết. Bình thường ở dưới đất bình thường cũng là 1 thước tuyết. Mà họ nói không biết tại sao mà khủng khiếp, họ nói rằng do ảnh hưởng bầu khí quyển bị hâm nóng rồi thay đổi môi trường cho nên dẫn đến cái tình trạng này. Khô thì khô hạn dữ lắm, nhưng mà khi mưa xuống thì mưa khổng lồ luôn. Cho nên ngày hôm qua chúng tôi có người bạn trên San Jose, họ nói rằng cả ngày Chủ nhật và thứ bảy, phần lớn là Chủ nhật không có ra ngoài đường được bởi vì mưa liên tục và lũ lụt ở các nơi hết. Thì ngày hôm qua mình cũng có nói đó, khuyến cáo đưa ra là nếu quý vị đừng không cần thiết phải ra đường thì đừng ra đường. Thì từ phía Bắc California, sau đó cái cơn bão và họ gọi là atmospheric, cái cơn bão do cái luồng áp thấp của vùng nhiệt đới đổ vào từ Seattle, Oregon cũng bị luôn. Tiểu bang Washington mưa cũng dữ lắm. Mà nơi mà nhiều nhất là Sacramento, Oakland, rồi nó dẫn đến cái vùng biên giới giữa Nevada và California. Cho nên Lake Tahoe, Nevada, Fresno và những cái khu vực Reno bên phía Nevada là tuyết và mưa nhiều lắm. Và cả hai tiểu bang đều hưởng hết. Bên phía Hoover Dam, Las Vegas cũng đang quan ngại không biết tình trạng thiếu nước sao. Bây giờ thì hôm nay thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù họ nói rằng chưa có giải quyết tình trạng hạn hán. Giống như mình đang khát nước tự nhiên có một ly nước uống vậy. Nhưng mà không biết được cái ly nước kế tiếp mình có để đỡ khát hay không. Nhưng mà ngay bây giờ thì mình đỡ khát. Thì họ nói ngay bây giờ thì California đã đỡ khát rồi. Và nếu quý vị nhìn trên màn hình đó thì đây là để cho thấy được cái tình trạng mà lúc mà khô hạn, không có tuyết thì một mặt đó quý vị thấy cái vùng mà màu nâu này đó thì đây là cái nơi mà trong những 3 năm nay khi mà không có mưa nhiều thì tuyết bắt đầu tan, tại vì năm nào mùa hè nó cũng tan dần. Chỉ trong vòng một ngày thôi thì quý vị thấy cả cái khu vực mà từ lúc mà tuyết bị tan ngày hôm nay đó nó tràn đầy trở lại. Và họ nói trong vòng một vài năm tới cái 6 feet tuyết này nó từ từ nó rỉ xuống. Và bây giờ từ Los Angeles cho tới miền Bắc San Francisco họ đã xây dựng, trong thời gian qua chúng ta đã đóng thuế để bỏ ra cái ngân sách lên tới 7 tỷ Mỹ Kim để xây những hồ chứa nước. Thì hy vọng tất cả những cái nước mưa nó rơi xuống trong thời gian qua sẽ giúp đỡ giữ lại cái nguồn nước này và làm giảm cái áp lực liên quan đến thiếu nước thưa quý vị. Cho nên nước tràn đầy ở LA ngày hôm qua cũng thế. Họ nói chưa khi nào mà thấy nước nhiều đến như thế. Và Ngọc Lan ngày hôm qua không biết có nhìn ra ngoài đường lúc mà về nhà đã thấy không, bão nó toa rõ ràng, thấy gió giật từng cơn. Mưa thì nghĩa là rỉ rả gần như cả ngày. Sáng nay là ngày hôm qua là mưa thì nó ẩm ướt. Như đã nói là do mình sống ở trong cái không khí,
cái thời tiết mà nó khô, ít mưa nó quen rồi. Nhưng đôi khi á, mình quên mất là có chuyện mưa, nhiều cái đồ đạc để ngoài sân tùm lum. Trời ơi, mưa nó xuống. Cái này không thể để ở ngoài nước mưa được. Ngày hôm qua đó thì trong chương trình Cà Phê Sáng, anh Thụy có nhắc đến cái tin mà ba cái đứa bé 15 tuổi, 7 tuổi, 10 tuổi sống ở trong nhà ở Texas với một bộ xương. Thì ghê quá, làm sao được ta? Thì từ ngày cái tin đó, từ hôm Chủ nhật là do cái thằng bé 15 tuổi đó đi báo cảnh sát. Thì bắt đầu ngày hôm qua người ta điều tra, rồi bây giờ những cái tin tức liên quan, sáng sớm nay cũng đã có tin tức liên quan đến cái vụ đó. Thì người ta đến điều tra, thì ra là mẹ của ba đứa nhỏ này á, cùng với lại cái xác kia là bốn đứa nhỏ, sống cách đó chỉ có vài phút thôi, sống rất là gần ở đó. Thì ngày hôm qua cảnh sát đã đến để mà điều tra bố mẹ của bà mẹ với lại người bạn trai của bà về những đứa nhỏ này. Nhưng mà sau đó thì chưa có cái lệnh bắt giữ gì hết, họ thả ra. Rồi hôm nay họ tiếp tục họ phỏng vấn những cái người hàng xóm đó. Thì có một cái người, những người hàng xóm nói là họ thường xuyên họ cho đồ ăn cho cái đứa bé này, nó có đi sinh nữa, nhưng mà họ cũng nói đó là họ nghĩ rằng là cái đứa nhỏ này á, nó có cái gì đó nó bị bệnh hoang tưởng ở trong đó. Là bởi vì á, không phải cho nó cái gì ăn á là nó cũng ăn, nó không bao giờ ăn đồ ăn mà nấu chín rồi, nó chỉ ăn những cái ví dụ như trái cây hay là những thứ mà không biết là do mẹ nó nói như thế nào. Người hàng xóm nói là cảm giác rằng nó nghĩ là cho nó ăn những cái đồ mà nấu lên á là nó sẽ bị đầu độc hay sao á, cho nên nó khi nó xin đồ ăn á, nó cũng chỉ xin những cái gì mà phải đựng sẵn ở trong những cái túi và những cái đó như vậy, hoặc là trái cây hoặc là thức ăn nhẹ gì thôi, chứ còn những cái gì mà là nấu nóng hay gì là nó không ăn. Rồi những người hàng xóm này người ta nói á là cái bà này, bà sống kế bên nhà đó, bà nói bà dọn về đó khoảng 18 tháng. Nhưng mà khoảng 4 tháng sau khi bà tới là bà đã bắt đầu bà ngửi thấy một cái mùi hôi bốc ra từ căn nhà đó mà bà không biết là như thế nào hết. Cũng có nhiều lần bà lên, bà giống như là bà nói với lại cái người chủ của cái khu vực đó, cái khu apartment đó. Nhưng mà rồi không hiểu tại sao người ta lại không đi kiểm tra. Nhưng mà bà cũng nói là bà nghĩ rằng là cái đứa bé này, cái thằng con trai 15 tuổi đó, có lẽ là nó cũng bị mẹ nó, vừa là tâm thần mà nó vừa bị mẹ nó đe dọa cái gì đó, cho nên nó một cái cách nó protect hai đứa bé còn lại là đứa 10 tuổi và 7 tuổi bằng cách là nó giấu nhẹm cái chuyện đó đi để nó đừng có báo, để mà có thể là người cho cái người mẹ nó không có hành hạ hai đứa em nó, thì người ta chưa biết như thế nào, nhưng mà họ thấy là cái câu chuyện này quá là kinh khủng đối với cảnh sát mọi nói người. Đó là khi mà đến nhà để mà tạm giữ mấy đứa nhỏ thì cả mấy đứa, từ thằng 15 đến đứa bé 10 tuổi và một đứa nữa là 7 tuổi. Yeah. Đứa chết là 9 tuổi. Yeah. Đứa chết 9 tuổi họ nói rằng còn bộ xương, tức là xác chết thối rữa ở trong nhà hơn cả năm rồi đó. Cả năm hơn nữa. Nó thối rữa đến độ mà rồi làm sao ba đứa nhỏ sống trong căn nhà đó được. Mà thằng lớn 15 tuổi, đã 15 tuổi, lúc đó là khoảng 13, 14 tuổi, một năm sau mới báo cảnh sát. Khủng khiếp ha. Rồi mấy đứa nhỏ 10 tuổi, không được đi học, không được ăn uống đầy đủ rồi trong suốt thời gian qua. Người mẹ có bạn trai và để cho hai người này tiếp tục hành hạ đứa nhỏ từ tâm thần tới thể xác. Anh giống như là thỉnh thoảng bà ghé qua, có thể bà sống ở nhà bạn trai, cuộc điều tra đang tiến hành, có thể sống ở nhà bạn trai, có cái nhà mà không sống, rồi thỉnh thoảng ghé qua, có thể là người chồng cũ là đang nuôi mấy đứa nhỏ này, không biết như thế nào đó. Đó thì bà chạy ngang, bà ném đồ ăn cho nó, xong bà chạy đi mất, bởi vì bà thấy hôi thối, bà không muốn sống chung với mấy đứa nhỏ này. Bởi vì người bạn trai có nơi mà sống rất là gần ở đó. Khủng khiếp. Chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị các bạn tin đáng chú ý ngay sau phần quảng cáo.